Anh em có biết rằng trong đoạn hải tặc không gian này, diễn viên đóng Gokai Silver nhập tâm tìm kho báu One Piece tới mức bị cảnh sát bắt vì tội lừa đảo. Chàng trai hóa thân Gokai Blue từng rất chán ghét vai diễn. Có biết giọng nói của Suneo đã xuất hiện trong phim hay từng nghe qua chuyện cô nàng này nhận xét diễn viên đóng Captain Marvelous ngon như một thanh sô-cô-la chưa? Nào, hãy cùng meXINE tôi khám phá 50 sự thật thú vị độc lạ hiếm ai nhắc về Kaizoku Sentai Gokaiger, và quan trọng nhất, nó đảm bảo đúng 100%. Giờ thì chuẩn bị ra đại hải trình, nhớ nút đăng ký kênh rồi khám phá nha. Let's go! Kaizoku Sentai Gokaiger là series vô cùng độc đáo vì mô típ tận dụng sức mạnh của các chiến đội tiền nhiệm. Dàn trai xinh gái đẹp ấy hẳn đủ khiến anh chị em cày hết mấy chục tập phim rồi, nên giờ đây tôi sẽ đề cập đến những sự thật độc lạ ít ai chia sẻ nhất nha. 1. Producer Utsunomiya Takaaki nói cái tên Gokaiger xuất phát từ cụm từ Gokasai, nghĩa là sự táo bạo trong tiếng Nhật. Tên của tổ chức Zangyack lại dựa trên cụm từ Zangyackusa, nghĩa là sự tàn ác. Ông thừa nhận mình có hơi xấu hổ vì đặt tên của họ đơn giản quá. 2. Jakin, đơn vị tiền tệ mà Zangyack lưu hành có giá trị quy đổi 1 jakin bằng 360 Yên Nhật. Ví dụ ở đầu phim, tiền truy nã Captain Marvelous là 1,5 triệu jakin thì sẽ tương đương 540 triệu Yên, gần 90 tỷ Việt Nam đồng. 3. Tính theo thời gian thực tế, quá trình chuyển đổi sang form Gokaiger chỉ mất 0,1 mili giây. 4. Gokaigun có thể bắn tầm 10 viên đạn mỗi giây và tầm bắn chính xác khoảng 300 m. 5. Biên kịch Naruhisa Arakawa mô tả Captain Marvelous là dạng người sẵn sàng làm bất kỳ điều gì vì ước mơ của bản thân, sẵn sàng dẫn dắt đồng đội vượt qua khó khăn mà không mảy may sợ hãi. Hình ảnh ấy lấy cảm hứng từ Mifune Toshiro, cố diễn viên nổi tiếng với dáng vẻ nam tính, hùng dũng và uy nghiêm này. 6. Phong cách chiến đấu của Gokai Red lấy cảm hứng từ bộ phim Prince of Persia năm 2010. Siêu actor còn định cho Marvelous có động tác búng điếu thuốc khi Hansin cho giống cướp biển thực thụ, nhưng đây là show trẻ em nên đổi thành búng cổ áo. 7. Siêu actor Oshikawa Yoshifumi đã đề xuất kiểu đặt tay trái sau lưng khi chiến đấu cho Joe Gibken như một cách chứng minh rằng anh vô cùng tự tin vào kỹ năng múa kiếm thượng thừa của bản thân. 8. Nhà sản xuất Sasaki Motoi tiết lộ mô típ hải tặc lấy cảm hứng từ One Piece và cướp biển vùng Caribe. Đây là những tượng đài hải tặc được thế giới yêu thích. 9. Ông Arakawa từng thiết lập quá khứ của Don Dogoier là trẻ mồ côi. Do tận mắt chứng kiến cha mình bị Zangyack giết chết nên anh bị sang chấn tâm lý, khiến Don Dogoier dễ lo lắng, sợ hãi trước tổ chức này. Cuối cùng, Naruhisa Arakawa bỏ ý tưởng ấy vì muốn Don Dogoier là một chàng trai vui vẻ bình thường thôi. 10. Yamada Yuki, người thủ vai Gokai Blue, có cha là cựu tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp. Anh từng dành nhiều thời gian luyện tập và nối nghiệp cha ở bộ môn này. Vì lẽ đó, tôi định đặt tên Gokai Blue là Kengi Bucho, một cách đọc gần giống với Kengi Fusho, tên trường học cũ của Takagi Morimichi, cầu thủ bóng chày nổi tiếng thuộc đội Chunichi Dragons, cơ mà sau đó đổi thành Joe Gibken rồi. 11. Trong khi 5 người này có trang phục tựa tựa hải tặc, Gokai Silver lại có xui và thiết kế mũ bảo hiểm dựa trên các thủy thủ hàng hải, kèm chiếc khăn bandana mà họ thường đội. 12. Có tổng cộng 182 chiến binh xuất hiện ở tập đầu và tận 200 senshi cho nguyên series. Tôi đã huy động và mời mọc tất cả siêu actor mình quen biết để hoàn thành cảnh quay ấy. 13. Hình tượng của Ahim de Famille vốn dựa trên nàng Clarice de Calliostro trong movie Lâu Đài Calliostro 1979. Naruhisa Arakawa khẳng định Ahim là một người cao quý, luôn ý thức được phẩm giá và sự kiên nhẫn theo đúng chuẩn một nàng công chúa, chứ không chỉ là tiểu thư thông thường, vậy nên cô ấy không hề tỏ ra quá bất ngờ hay sợ hãi trước kẻ địch. 14. Theo đạo diễn hành động Ishigaki Hirofumi, Gokaigun vốn sẽ có hiệu ứng bắn đạn thật bằng thuốc súng, nhưng do hạn chế về kinh phí nên đổi thành dùng kỹ xảo. 15. Đừng nghĩ họa tiết trên giáp của Ship of Staff the Marus là cánh chim nha, bởi sự thật thì nó là sự cách điệu của lông ngực đàn ông và mái tóc màu vàng bổ luống đấy. Ngoài ra, nhằm tránh bị liên tưởng tới cách khoác áo của hải quân One Piece, Toei đã tích hợp ống tay áo với súng Gatling để Daramus trở nên khác biệt. 16. Ban đầu món Mobiles có thiết kế dựa trên smartphone hiện đại, nhưng để phù hợp với concept cướp biển truyền thống thì tôi phải dùng điện thoại nắp gập. Bên cạnh đó, tên thiết bị này là sự kết hợp giữa chữ Mobile và Pirates. Đồng thời người lồng tiếng cho nó cũng chính là Seiyu của Honekawa Suneo, ông Seki Tomokazu. 17. Lúc chuẩn bị cho movie 10 năm, nhiều phụ kiện của chiến đội đã trở nên cũ kỹ, bị rỉ sét, bong tróc, hoặc mấy cái vòng tay bằng da thì cứ bốc mùi ẩm thum thủm. Cái ekip phải ngồi phục hồi chúng để quay phim. 18. Luka Millfy là mẫu phụ nữ lý tưởng mà diễn viên Ichimichi Mao muốn trở thành. Cô rất hâm mộ sự mạnh mẽ ấy nên đi tham khảo cách cư xử, hành động của các nhân vật nam anime và mấy cô nàng theo phong cách Gyaru. Mao còn cố giữ tông giọng trầm nhằm tạo ra sự khác biệt giữa lúc Luka Millfy bình tĩnh với lúc cô phấn khích trước kho báu. 19. Lý do tóc của Ahim de Famille đổi từ kiểu xõa và cài băng đô sang cột tóc đuôi ngựa là do diễn viên Koike Yui đề xuất. Kiểu tóc ấy cứ lòa xòa trước mặt cô, nó khá là vướng víu trong mấy cảnh chiến đấu nên Yui muốn cột lên. 20. Theo ông Takaaki và Arakawa, họ chọn Ozawa Ryota làm Gokai Red vì nụ cười toe toét rất đẹp, còn chọn Yamada Yuki vì nét đẹp trai này rất phù hợp với tính khắc kỷ, trầm lặng của Joe Gibken. Biên kịch Arakawa cũng thích đôi mắt của Yuki nữa. 21. Sakamoto Koichi là đạo diễn chuyên trị dòng Power Ranger. Với kinh nghiệm và đam mê ấy, ông đặt một số Easter eggs của Power Rangers vào series Gokaiger. Ví dụ, vũ khí găng tay này vốn là hàng độc quyền của RPM, nay lại cho Luka Millfy xài. 22. Tôi vốn muốn Mobiles đọc tên từng chiến binh mà Ranger Key đại diện, nhưng ta sẽ cần có rất nhiều bản ghi âm cho toàn bộ Senshi, nên cuối cùng Mobiles chỉ hô tên của chiến đội ấy thôi. 23. Koike Yui nhận xét ấn tượng đầu tiên về Ozawa Ryota thế này: tôi khá thích đồ ngọt như kẹo, chocolate, và nếu thấy chúng ở tiệc trà thì tôi sẽ lập tức đến và lấy. Đấy là loại cảm giác của tôi khi thấy Ryota. Tôi nghĩ anh ấy dễ thương, ngọt ngào và không lạnh lùng như Captain Marvelous đâu. 24. Ông Takaaki đã khen Shimizu Kazuki là người diễn xuất tốt nhất giữa các thành viên. 25. Seiyu Watari Hiroshi tiết lộ Ozawa Ryota đã lọt vào vòng thử giọng cuối cùng của Shinkancher và nhắm đến vai Red. Dù anh chàng rớt vai rồi nhưng thử tưởng tượng mặt Marvelous mà đóng thiếu chủ thì sẽ ra sao nhỉ? 26. Ikeda Jun là một fan cuồng nhiệt với thể loại Super Sentai. Anh đã ước mơ trở thành Kiba Ranger hồi còn nhỏ và nó đã trở thành hiện thực trong tập 33. 27. Vào ngày 26 tháng 10 năm nay, Ikeda Jun bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ lừa đảo tiền bạc. Công ty chủ quản lập tức chấm dứt hợp đồng với Jun vào ngày 27. Và tới ngày 15 tháng 11, Ikeda Jun lại tra tay vào còng bởi nghi án lừa đảo khác. 28. Theo lời diễn viên Ozawa Ryota, ở nửa đầu movie kỷ niệm 10 năm, anh phải đeo miếng bịt mắt hoàn toàn đục ngầu. Nó khiến tầm nhìn của anh bị hạn chế và khó diễn cảnh hành động. Sau đó ekip đã đưa một miếng bịt mắt chuyên dụng nên Ryota mới có thể diễn xuất mượt mà hơn. 29. Ozawa Ryota và Wakamatsu Toshihide aka Black Thunder Chapman là đôi bạn thân. Mối quan hệ ấy khiến Ryota không muốn diễn cảnh chiến đấu với bạn mình vì anh không nỡ xuống tay với Toshihide. 30. Kaizoku Sentai Gokaiger là series Super Sentai đầu tiên phát hành phiên bản Blu-ray. 31. Yamada Yuki vốn không thực sự muốn đóng phim, anh từng nghĩ rằng một khi kết thúc series, mình sẽ vứt vai Gokai Blue sang một bên và chả thèm quan tâm nữa. Quyết định ấy bị thay đổi ngay lúc Yuki nhận được thư của một khán giả nhí. Nhóc tì bày tỏ niềm yêu mến và mong muốn trở thành Gokai Blue. Lá thư này khiến Yamada Yuki nhận ra công việc của mình rất có ý nghĩa, từ đó cách diễn xuất của anh khá lên vì Yuki đã đặt tâm mình vào nhân vật. 32. Mỗi ngày quay bắt đầu từ 4 giờ hoặc 4 giờ 30 sáng. Khi series kết thúc, các diễn viên vẫn giữ thói quen dậy sớm và cứ nghĩ mình sắp ra phim trường gặp đồng nghiệp. Họ cũng nhớ cách bạn bè và khán giả gọi mình bằng tên của Gokaiger thay vì bằng tên thật. 33. Koike Yui từng đi casting rất nhiều vai của những series Super Sentai trước đây, và khi tham gia casting Gokaiger thì cô đã nghĩ đây là lần cuối. Nếu vẫn thất bại thì Yui sẽ từ bỏ. Ngoài ra, lần thử giọng cho Shinkancher là lần khiến cô cảm thấy tự bực bội bản thân vì đã để tuột mất cơ hội tốt đó. 34. Giọng của Ikeda Jun khá lớn nên nó đã gây hơi ồn xung quanh mỗi khi Jun thu âm. 35. Commandant Worskill mặc trang phục của một đô đốc hải quân trong thời đại khám phá. Mấy chi tiết trang trí bị làm lố lên để khiến hắn ta trông vụng về và vô dụng. 36. Kobayashi Zutaka, người thủ vai Kamen Rider Baron, từng lọt vào vòng cuối casting Gokaiger, nhưng anh đã từ chối đi tiếp vì mình đã bận việc khác. Lúc ấy, Zutaka đã thấy màn trình diễn của Ozawa Ryota và nhận ra đây mới là người phù hợp vai Captain Marvelous nhất. 37. Ở hậu trường, Ikeda Jun bày tỏ mình rất biết ơn suy actor và các diễn viên đóng thế khác, nên Jun đã quyết định tự mình nhào lộn để tri ân họ. Ai ngờ, lăn vào đống máy móc đắt tiền luôn, không biết ổng có làm hỏng hay phải đền cái gì không nhỉ? 38. 6 diễn viên chính từng ăn hành ngập mặt từ cameraman. Chú ấy rất nghiêm khắc, kiểu giống như một người cha truyền thống vậy. Ryota là người dính đạn từ chú nhiều nhất khi liên tục bị la và phải quay đi quay lại vô số cảnh. Team hải tặc cũng được tập luyện để đồng nhất cử chỉ và cách diễn với suy actor nhằm tạo ra sự kết hợp tốt nhất. 39. Trước khi quay tập 11, Yamada Yuki đã nhờ Ikeda Jun tư vấn cách diễn cho anh. Jun đồng ý và Yuki đã ở nhà của Jun tận 3 ngày để thảo luận kịch bản. 40. Ban đầu series Super Sentai thứ 35 được ấn định concept Mecha Sentai. Khi Gokaiger lấy chủ đề hải tặc thì chuyển concept Mecha Sentai cho Zenkaiger. 41. Koike Yui bảo bản thân và Ahim de Famille đều là kiểu người khá vụng về lóng ngóng. Trong thời gian đầu quay phim, Yui có hậu đậu đổ nước ra trang phục và chỗ quay nữa. 42. Ikeda Jun khen Koike Yui là người luôn tỏa sáng và truyền năng lượng tích cực tới bạn diễn và ekip phim, khiến họ luôn dễ tính với cô, nhưng sẵn sàng cho qua lúc Yui liên tục hắt xì trong cảnh quay. 43. Koike Yui nhắm tới vai Senshi màu hồng ngay từ đầu, cơ mà cô bảo lúc ấy cũng hên xui vì còn phải đợi xem Ichimichi Mao trúng vai vàng hay vai hồng nữa. Cuối cùng sự may mắn đã giúp Yui dính Gokai Pink. 44. Ban đầu Yamada Yuki tạo cho mọi người cảm giác khá xa cách và hơi đáng sợ, kiểu thanh niên lạnh lùng ít nói. Khi quay phim rồi, Yuki lại lộ rõ là một người nhẹ nhàng và lịch thiệp, quan tâm đồng nghiệp kiểu một ông anh trai vui tính vậy. Yui nhận xét Yuki là người đáng tin cậy nhất để hỏi kinh nghiệm. 45. Special Duty Officer Brightjog có tên gốc là 19. Khi ý tưởng ấy bị bỏ, Toei đã giữ con số ấy trên trang phục của Brightjog. 46. Utsunomiya Takaaki từng nghĩ Ahim sẽ không nổi tiếng với khán giả nữ. Ai ngờ khi phim chiếu thì các phụ huynh nữ ủng hộ cô nàng rất nhiều. Ông cho rằng thành công ấy là nhờ diễn xuất của Yui. 47. Do bận một số dự án riêng, Yui mỗi ngày chỉ ngủ tầm 2 tiếng để vừa quay Gokaiger vừa lo công việc riêng. 48. Mọi người khẳng định Shimizu Kazuki là người nói rất nhiều và cũng là người giúp họ phá bỏ khoảng cách mà thoải mái giao tiếp với nhau. Bù lại sự nhiệt tình ấy từng làm phe con gái hơi ngại vì thấy Kazuki giống một thằng em nghịch ngợm vậy. 49. Koike Yui với Ichimichi Mao luôn chăm sóc nhau. Ví dụ, Mao thì cứ chỉnh sửa quần áo cho Yui, còn Yui thì nuông chiều Mao như chị em ruột. Họ thấu hiểu cảm xúc, chỉ dạy nhau mọi thứ và gọi đây là mối quan hệ healthy balance. 50. Ở tập cuối, khi team Gokaiger tạm biệt mấy đứa nhỏ rồi bắt đầu cuộc phiêu lưu mới, các diễn viên được dặn là phải giữ mặt tỉnh táo, không được khóc. Thế nhưng sau khi quay rồi, đạo diễn mới kể rằng ban nãy các diễn viên đều rơi nước mắt, kể cả mấy đứa nhỏ cũng thế. Vậy là chúng ta vừa khám phá xong 50 sự thật hấp dẫn về Kaizoku Sentai Gokaiger rồi. Không biết tôi còn nhớ thiếu cái nào không nhỉ? Nếu có thì anh em mau mau bình luận chỉ giáo nha. Đồng thời nhớ gợi ý các chủ đề mới mà mọi người thích nha. meXINE tôi sẽ sớm làm về chúng đấy. Xin chào và hẹn sớm gặp lại. Bye bye!